nhà cô Na với nhà mail Idabeth chơi nhau được mấy năm rồi không biết là mọi người có nghĩ giống tôi không nha nhưng mà hồi đó giờ mấy cái mối quan hệ trên mạng á lúc nào tôi cũng nghĩ là nó không có bền kiểu như là những cái kênh nó cùng nội dung làm về thú cưng giống nhau thì lâu lâu theo dõi nhau tương tác qua lại tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là một cái mối quan hệ xã giao thôi vậy mà bây giờ sau một thời gian làm content là tôi có một đống mối quan hệ xã giao mà vẫn còn giữ liên lạc rất là mật thiết luôn trong số đó thì đứa mà tôi thân nhất đó là Vân Anh tại vì nhà hai đứa quá xa thôi chứ tôi nghĩ nếu mà nhà hai đứa gần nhau là chắc là qua gặp nhau mỗi ngày mà gặp nhau là để quay tiểu phẩm thôi chứ có ưa gì nhau đâu bữa nay nhân dịp nhà tôi có thành viên mới là thằng bơ tôi cho nó qua đây để chào mấy cô chú hàng xóm cám cún cúc Cô cú á thì cũng gặp được rồi cũng chào được rồi nhưng mà có vẻ không êm em xui với lại em cám với em cúc à? à? bốn cung nhìn thấy đã chán ghét không muốn nhiều lời với người cô sao khè em hương cái con này còn thằng sáng là tôi thấy nó không hiếu khách lắm nha thấy tôi với thằng bơ ra mà nó trốn đâu mất tăng.